tại 2 triệu một ký này. Trở về là cũng chân... đi đường này đi xe trở lại cũng buộc cẩn thận là dưới trong một hộp đấy mà đường cẩn thận. Nãy em có mua cũ luôn. Nó có cẩm lá mùng này. Đúng rồi, đúng rồi. Tặng hộp mới sắt vậy luôn, tặng hộp mới về luôn. Bảo quản cho nó thật là vừa. Anh về có ở khách sạn không? Có, anh bảo tủ lạnh được. Rồi đem về em chỉ dẫn cho anh nè. Bây giờ anh về khách sạn xong đúng không? Tâm hơn em không chịu trách nhiệm. Anh đông rồi nó hỏng đi gì? Nó hỏng đó. Ừ. Alo. À có. Chưa. Ừ. Đưa điện thoại điện cho mình. Hả? Chỗ quên rồi. Ừ. Thấy rồi con. Đi cho mình ngồi đi. Ừ. Mắt tự sao tinh. Ừ, khu vực này có gì khu du lịch hoặc là cái gì không nhỉ? Thiếu đúng không? Lá cây lá chuối cũng được không? Cả cây cũng tính ạ. Cái quy trình trồng cái này nó chắc phải đi bắt lắm mon rồi chồng ơi. Chốt nào? Cái chốt này này, cái cục này, nó được 3 năm. Cái này. Đấy, cứ tính như vậy đó. Cái này nó bị gãy. Ngày mới. Anh mình đến từ đâu anh? Tôi đến ở dưới thành phố Quảng Ngãi lên. Thế biết công dụng gì về xăm hay đến đây để mua xăm rồi sử dụng? Tất nhiên là cái này thì sách báo viết nhiều rồi và cũng qua tìm hiểu trên mạng nữa, bọn tôi cũng có biết được là cái công dụng của xăm. Nói về cái nói chung là như người dân nhận biết là cái xăm này nó tốt hơn xăm Hàn Quốc rất là nhiều. Muốn là không mấy khi lên trên đây, lên thì là mua ít về để cho nhà dùng thôi. Anh ơi, em cái việc đấy em cân nhé, về anh tất nhiên là anh sẽ kiểm tra lại. Vâng. Là bỏ ra cho em nghe. Bỏ ra chứ không để như đây. Không để là nó ống của anh đấy. À. Em bỏ xuống. Chắc chắn là sẽ quay lại nữa. Anh lái cho em miếng giấy anh chậm sơ như thế nào. Cái này cái sâm này thì càng lâu năm thì càng tốt. Em làm việc anh đừng hỏi em. Nắng như nó chiều 20.